Từ những âm hưởng dân gian Tây Nguyên, nhạc sĩ giàu tâm huyết Đặng Nguyễn đã đưa người nghe đến với những nét tinh tế, tha thiết, mênh mang của Tây Nguyên. Bản hòa tấu Suối Đàn Trưng Hát ấn tượng và độc đáo này đã mang lại niềm hãnh diện cho Tây Nguyên hùng vĩ. Bạn đã có dịp chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của Tây Nguyên trong nắng gió, giữa đại ngàn thác đổ, trong tiếng nhạc của đàn nước, đàn trời, tiếng voi đi và tiếng gọi nhau của trai gái, trong mùi hương cao nguyên.